Chào các bạn, hiện tại trên tay mình đang cầm là cục pin của con Samsung A527 các bạn. Pin này pin zin chính hãng. Thì trong quá trình mình xài mà cục pin nó bị phù, sạc mau hết pin, hoặc là sạc pin lâu đầy, hoặc là đang xài mà máy tự động nó tắt nguồn cũng thể là bị pin nha các bạn. Hiện tại cục pin này bên mình đang có sẵn, các bạn thay thì các bạn tới ngồi chờ lấy luôn. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện để thay đó thì mình vẫn có bán pin đem về các bạn.